Giờ đây hai cha con nghỉ chân ở khu đây là gì? Bảo Chánh à? Bảo Chánh. Bảo Chánh. Để thưởng thức cá lóc, bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc này, mình nấu kiểu miền Trung, miền Nam nắng biết. Đấy, nấu kiểu gì đây? Rồi. Quảng Trị, bánh canh cá lóc Quảng Trị. Chứ bánh canh mà nấu miền Nam là tao ăn được rồi. Đây là tổ ong của người đồng hương Quảng Trị giới thiệu ngay nhà anh luôn. Hai cha con đang bắt ngoài kia gặp anh giới thiệu vô đây. Rồi, phố cổ thứ ba nha các nhà. Ông nó ra này, các nhà thấy không? Rồi nó bay này. Đấy. Đóng một tổ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ. Ông bay ngập trời luôn cái nhà. Hơi bị đông quân đó. Đây, tuyệt vời chưa? Đó. Đây cái bác người miền Trung luôn. Miền Trung luôn, bác thấy hai cha con bác ngoài kia chưa? Bác dừng lại rồi bác chỉ về nhà bác luôn. Đây cái cây này là ngay tại nhà bác luôn. Đấy. Đã thu phục xong, được không? Tiếp tục lên đường đi kiếm tổ mới nữa. Rồi. Chào tạm biệt. Chào. Chào.